Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn một các bạn một cách kèo sổ số có thể ít nhiều lần tài khoản nhé. Calam và nhận được 10.000 đồng tức còn AGL. Số tập một số thông tin về đồng token này sẽ có cung phát hành của nó là 10 tỷ, đã có 3.792 tài khoản holder và đã phát sinh 10.988 để giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website calama.net, link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website giúp mình. Bước 1, các bạn sao chép contract. Các bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví Chutranet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Đây, ký hiệu là AGL, số tập phân là 9 này, số tập phân 18, số tập phân là 18 này, ký hiệu là tập phân AGL. Các bạn nhấn tiếp theo, nhấn thêm tập phân này. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ tập phân vào ký, các bạn quay trở lại website calama.net thôi. Khi tập vào bước 2, cái link rút gọn đây và nhận token, Calama nhận token. Rồi, sau khi đã vào được giao dịch app thì nó sẽ như này. Chương trình AGL Pháp sẽ kết thúc vào 23 ngày nữa. Bạn nhấp vào đây giúp mình, AGL Pháp vào bán trước đây. Rồi, thì bạn có nhu cầu mua thì bỏ, có thể bỏ một số vốn nhỏ ra là 0,01 BLB mua cái đồng này để cho nó ít nhiều lần tài khoản. Nếu bạn Calama thì bạn nhấp vào phần này nhé, yêu cầu 100 đồng AGL đây, yêu cầu cái đối với ví bạn nhấp tiếp theo và cái đối với ví Visa của nó là 0,0005 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thì giúp mình thường xuyên theo dõi website calama.net nha, để cập nhật những dự án đến khi phần thể tất cần mới nhất, để không bỏ lỡ một cái cơ hội những cái phần thể tất cần này nha. Nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch trên sàn Binance thì bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 10% phí giao dịch trọn đời nha. Và ngoài ra nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Các bạn lưu ý của bên cánh tay phải là những dự án sắp kết AdRop sắp kết thúc, các bạn có thể vào đây để tham theo dõi để không bỏ lỡ các dự án những cái phần thể tập phần này nhé. Họ nhấp đây xem mở ra một cuốn mới để các bạn làm cái này và tương ứng với cái dự án đấy là công sắc đây, các bạn copy và dán vào cái ví của bạn nhé. Quay trở lại vấn đề chính thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm được 1.000 đồng tất phần AGL Agidobel. Rồi, các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.